Câu nữa Phật tử hỏi: Kính bạch Thầy, từ bi hoan hỷ, bố thí cho các đạo tràng chúng con xin hỏi về vấn đề đi nhập quan. Một, con thấy có một số sư thầy lúc nhập quan cho người mất có cho mền quang minh vào quan tài, vậy có được không ạ? Theo quan điểm của Phật giáo, tịnh độ của chúng ta, cái mền quang minh đó không nên cho vào trong quan tài. Vì cái mền quang minh đó thì có cả cái hình của Phật và cái chú của Phật ở trong đó, đúng không? Hình Phật, Bồ Tát và chú của Phật ở trong đó. Chúng ta đem mà bọc vào một cái người đã chết rồi, cái xác chết nó hôi thối bẩn thỉu, đem quấn cái mền quang minh rất là trang nghiêm, rất là gì, cung kính mà quấn xác của người chết, không nên. Ngày xưa chúng tôi cũng nghe cố Hòa Thượng Chùa Hương, cụ dạy chúng tôi là cái quang minh đó chỉ để đem đi chợ niệm, để đắp gì, đắp lên trên cái người chết kia mà đắp lên trên để chúng ta chợ niệm. Chợ niệm xong một cái quang minh đó, là mền quang minh đó là đem gì, gặp lại giặt đi, là gặp lại để về lại để lên cái nơi thanh tịnh, lại chỉ tụng xong gì, bao giờ có người mất lại đi đắp lên như vậy, không được đắp cho người gì, người chết mặc. Nhưng mà một số người bây giờ họ gì, một số các quý sư bây giờ họ lại làm cái nghề gọi là kinh doanh. Kinh doanh là sao? Tức là họ bán cái mền quang minh đó, hoặc là họ đi làm như vậy để cho người nhà yên tâm là gì, có cái nền quang minh đắp rồi ma quỷ không bắt được đâu, vân vân và vân vân, cho nên đắp phải như vậy. Quan điểm của mật tông thì cũng có nhiều cái tư tưởng khác nhau. Có những quý thầy tu theo mật tông nói là cũng nói là không được đắp quang minh cho người chết, nhưng có quý thầy theo mật tông là bảo gì, đắp quang minh cho người chết được. Chúng ta không thể đi cãi nhau là được hay không được, là đúng hay sai. Nhưng tôi chỉ nói với các quý vị một cái dữ liệu này thôi. Khi chúng ta còn sống, chúng ta nhìn thấy cái vỏ hương, đúng không? Cái vỏ bao hương thắp hết mà có hình Phật, hình Bồ Tát ở dưới đất, là Phật tử chúng ta có dám bước qua không các quý vị? Có dám không? Chắc chắn không. Chúng ta có dám chân lên không? Chắc chắn không. Làm Phật tử, chắc chắn chúng ta không. Vậy cái việc đó chúng ta còn không dám bước qua, không dám chân lên, huống chi là bây giờ chúng ta lại lấy cái mền quang minh có hình Phật, có thần chú của Phật, của Bồ Tát trên đó để quấn thây chết của chúng ta. Tôi nói bây giờ khi còn sống thế này này, các Phật tử chúng ta ăn mặc kiểu gì nhỉ? Quần áo là màu nâu hoặc màu gì? Màu lam, đúng không? Vậy đến khi mất, chúng ta cứ màu nâu và màu lam, theo truyền thống miền Bắc thì mặc gì? Mặc màu nâu. Miền Nam thì mặc màu gì? Màu lam theo truyền thống. Hoặc kể cả miền Bắc chúng ta muốn mặc màu lam thì cũng được, hoặc miền Nam muốn mặc màu nâu cũng gì? Cũng không sao, cũng tốt thôi. Nhưng mà là Phật tử, một Phật tử chúng ta đã mất thì chúng ta sẽ ăn mặc đúng với cách vận của gì? Của Phật tử chúng ta. Cái mền quang minh đó chúng ta không nên đắp. Theo quan điểm của chúng tôi, tu theo tịnh độ chúng tôi gì? Theo quan điểm của cá nhân tôi thì tôi nghĩ là gì? Không nên đắp cho người mất, không nên bó xác người mất khi thì bằng cái mền quang minh ấy. Tôi cứ lấy ví dụ bây giờ chúng ta thì bây giờ chỉ ví dụ ngày mai ông Đán chẳng hạn khoác cái mền quang minh đi ra chợ Sơn Đông chẳng hạn, cả dân họ chạy theo là gì ạ? Hoặc là họ bảo ông Đán là gì, bị thần kinh, hoặc là họ bảo ông Đán là gì, là đầu óc có vấn đề, hoặc họ bảo ông Đán là gì, người không bình thường. Có khi bọn trẻ nó chạy theo gì, từ đầu làng đến cuối làng á, họ thấy một cái sự gì khác biệt của gì, của một người Phật tử, có đúng không? Đó. Cho nên chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói gì, trần sao thì âm vậy. Chúng ta không thể làm cái gì nó khác người mà nghĩ rằng để giải thoát giác ngộ được, không có cái chuyện đó đâu. Không thể nói là cả đời gì không tu tập mà đến khi chết đi rồi đắp cái mền quang minh vào là xuống dưới diêm ma rồi, diêm la vương rồi gì, nghiêu đầu ngục tốt gì, nó tha cho đâu. Các oan gia trái chủ nó gì, nó không nhìn thấy ta đâu, hoặc nó sợ cái mền quang minh đó, là không bao giờ có cái chuyện đó. Học Phật chúng ta phải hiểu rõ là lý nhân quả. Cho nên đó, theo quan điểm của tôi là gì? Không nên đắp mền quang minh là tốt nhất. Phật tử chúng ta thì lúc mất chúng ta thì cứ ăn mặc bình thường. Nếu bình thường chúng ta thích mặc quần áo nâu thì khi đó
cho Phật tử mặc bộ quần áo nâu. Nếu Phật tử đã quy Tam Bảo rồi á, thì nên mặc cho một cái áo dài đi lễ của chúng ta đó, mặc ra ngoài, mặc bộ quần áo nâu hoặc bộ quần áo bình thường chúng ta mặc, nhưng mặc cho bộ quần áo, mặc cho cái áo dài ra ngoài nữa, trang điểm cho đủ là một Phật tử. Về thế giới bên kia chúng ta là một Phật tử để về với Phật, đúng không? Lè lẹt làm cái gì? Phật nhìn thấy Phật còn hoảng hốt thì làm sao mà Phật đoán chúng ta đi được? Khi mà đắp cái mền quang minh phải như thế, tôi nhìn thấy tôi là hoảng hốt, chắc chắn thì Phật cũng sẽ gì? Cũng sẽ hoảng hốt mà bỏ chạy mất thôi.